Rồi cả nhà ăn cơm nha. Cơm đi. Nè Mena, con ăn này nè. Cái này ngon lắm. Mẹ làm cho con á. Trời ơi, nó xạo quá. Gì vậy? Nuốt không chơi luôn á. Nuốt không chơi luôn á. Con mới nói gì hả? Con mới nói cái gì? Con có nói gì đâu. Con nói mẹ con xạo. Tại sao con nói mẹ xạo? Mẹ xạo chỗ nào? Con đâu có nói gì với mẹ đâu. Nè, con rất là hư luôn á. Đã hỗn hào với mẹ rồi, còn nói dối nữa. Con nói là con không có nói dối mẹ. Chứ nãy con nói với mẹ làm sao, hả? Vậy là hồi nãy con trả lời đi, con nói ai xạo con trả lời cho ba liền. Trời ơi, con đang nhắn tin với bạn. Cái gì? Con nhắn tin với bạn con thiệt hả? Dạ, dạ. Bỏ cái điện thoại xuống. Bỏ cái điện thoại xuống. Con nhắn tin bạn chút xíu nữa thôi. Trời đất ơi, riết rồi con cái trong gia đình này. Trời ơi, tôi là trụ cột mà. Ủa sao vậy? Nói con cái không nghe nữa rồi. Từ hôm bữa giờ xài điện thoại. Trong cái bữa cơm gia đình chỉ có ba mẹ nói chuyện với nhau không à. Còn con ngồi một mình, con không thèm để ý ba mẹ nói cái gì hết. Cái nhất, cái hai, đây cơm. Con nhây từ nãy giờ con ăn được miếng nào chưa? Ba nói dẹp cái điện thoại đi nha. Có mà không có được mà. Bé nè. Trời đất ơi, mới lớp 6 à. Tại em không à. Gì tại em? Cũng em. Xin cho nó điện thoại làm cái gì? Đó, bây giờ nó xài á, nó xài riết rồi, nó coi cha mẹ không ra cái gì kìa. Tự nhiên anh đổ thừa em à. Thì nói chung là tại vì em muốn tốt cho con thôi. Muốn tốt, riết rồi bây giờ nó cấm mặt nó vô cái điện thoại, nó không thèm để ý ai hết. Anh cái gì cũng từ từ đi. Tức thì ngãn lời luôn thiệt. Chút nữa kêu con nó ra, rồi nói chuyện phải trái với nó. Mà có phải do em không? Ngay từ đầu anh đã nói rồi, để ý đi, làm ơn để ý đi. Cho con cái xài điện thoại riết rồi bây giờ đó. Ăn nó cũng cầm điện thoại, ngủ nó cũng cầm cái điện thoại. Nói ra thì nói anh chữ. Mà không nói không được. Bây giờ tính cách làm sao đi kìa chứ đó. Bây giờ nói nè. Một hồi nữa em bắt nó ra đây. Dẹp điện thoại luôn. Quá bực rồi. Còn bây giờ nè, muốn cho xài phải không? Phải ghi rõ giờ nào xài, ra giờ nấy. Mỗi ngày quy định xài bao nhiêu phút. Không phải cầm cái điện thoại một cách vô tội vạ như vậy. Biết rồi. Phải đi con cái cho kỹ chứ. Ăn cơm giùm tôi với trứng đi. Tôi ra ngoài chợ mua cái bảng. Bực quá bực rồi thiệt cái gia đình này thiệt. Điều mà không có ông bố bà mẹ nào muốn đã xảy ra rồi đây. Phải làm sao với cái trường hợp này đây? Xin mời các bạn. Mời bạn. Dựa vào tình huống trên á, thì ta thấy là cô bé hiện tại đã có dấu hiệu nghiện điện thoại rồi. Bây giờ á, thì tôi nghĩ là cha mẹ nên tịch thu điện thoại của bé, nhắc nhở bé việc sử dụng điện thoại riêng, chỉ cho thật cần thiết khi liên lạc với người thân thôi. Không nên là truy cập mạng internet cho điện thoại riêng của con. Còn ai có ý kiến nữa không ạ? Mời bạn. Thực sự điện thoại bây giờ có rất nhiều tính năng hấp dẫn mà người lớn còn bị mê hoặc chứ không gì là con nít. Tôi nghĩ trong tình huống vừa rồi ấy, thì mình cũng không nên quá căng thẳng với con mà nên ngồi xuống để bàn bạc lại về cái vấn đề mà sử dụng điện thoại riêng của con. Có một ý kiến của khán giả đi ạ, mời bạn ạ. Tôi nghĩ lúc này không phải là lúc hai vợ chồng trách cứ nhau mà phải cùng ngồi lại với nhau để quản lý điện thoại riêng của con và nghiêm khắc con hơn nữa. Chứ tôi thấy cô bé quá mê điện thoại thì không nên lắm. Những ông bố bà mẹ lên tiếng. Sao tự nhiên em coi cái em sợ con em lên tới tuổi teen quá. Nó thấy chưa, tụi nhỏ chưa teen nữa mà đã gọi là định kiến như vậy rồi. Ví dụ như trong trường hợp này nè, em sẽ có những câu hỏi trong đầu như là bây giờ đã lỡ cho chơi rồi mà bây giờ lấy lại thì bé có đồng ý hay không và có giận ba mẹ hay không. Đó là cái em đang sợ đó chị. Có nghĩa là khi mà đụng vô điện thoại rồi người lớn mình còn ghiền, đừng nói tới con nít đó. Cho nên là em ngồi em suy nghĩ tới con em ở nhà. Mặc dù bé mới có 4 tuổi hơn thôi, nhưng mà thí dụ như buổi tối á, là em với đàn ông xã em sẽ lấy điện thoại ra để làm việc. Thì cái lúc đó nói là tối rồi con phải tắt điện thoại đi, con không được coi nữa, đi ngủ. Thì bé hỏi là tại sao ba mẹ được xài mà con không được xài. Đó, sẽ có một cái sự so sánh ở đây. Cái thứ hai là nếu như mà không cho dùng thì quay lại trường hợp lúc nãy anh Phúc nói là trong trường các bạn đang xài rất là nhiều nhưng mà bé không có điện thoại bé xài thì cái lúc đó bé có bị tủi thân hay không? Làm sao để có thể quản lý được những cái mối quan hệ xung quanh con? Tại vì rõ ràng là cái đó rất là khó quản lý. Ví dụ như là chị Vân, bây giờ chị Vân trao cái điện thoại cho con của mình rồi nhưng mà chị Vân đâu chắc chắn là chị Vân sẽ quản lý hết tất cả những gì mà bé có thể tiếp thu từ cái điện thoại đó đâu, ngay cả những mối quan hệ của con nữa. Thực ra là chúng ta không thể bài trừ cái điện thoại ra khỏi cái đời sống hiện đại này được, bởi vì nó đã ở đó như một cái sự tất yếu. Chỉ có là nếu như mà chỉ là để giải quyết vấn đề mà liên lạc thôi nha, mà bé nhỏ thì vẫn nghĩ là không nhất thiết là phải cần cái điện thoại.
một cái đồng hồ thông minh, một cái đồng hồ định vị, một cái đồng hồ mà dạng tích hợp gọi điện á, mà chỉ có một vài cái số điện thoại trong gia đình thôi thì cũng đủ liên lạc rồi. Còn nếu như mà bé đã ở độ tuổi lớn hơn và mình đã cân nhắc trước đó là mình thấy rằng là có thể cho con sử dụng điện thoại, thì tự mình phải lường trước được những cái điều nó có thể xảy ra về cái chuyện là bé có thể mê điện thoại, bé có thể mê game. Và nhiều khi là có cả những cái điều Ly nói nữa là con sẽ trao đổi với những đối tượng mà nhiều khi mình không có không kiểm soát được. Chị. Nhưng mà thực sự là cha mẹ mà nói rằng là không có biết con mình thế nào á, thì con nghĩ là cũng phải xem lại. Tại vì cha mẹ hàng ngày về nhà nói chuyện với các con này, con làm gì ba mẹ cũng phải biết chứ. Còn nếu như chúng ta mà hỏi cái gì mà chúng ta cũng không biết bé làm gì thì chắc là mình cũng phải xem lại bản thân mình đã thực sự dành thời gian và sự kết nối với con của mình chưa. Thực ra thì bản thân anh thấy cái điện thoại là ngay cả bản thân mình á, mình thấy nó cũng không cần thiết rồi. Có là anh mặc dù anh có hai cái điện thoại, một cái điện thoại để gia đình gọi điện, là ông bà lớn tuổi á, có vấn đề gọi để giải quyết một cái vấn đề là công việc, nhưng mà hầu như là ít bao giờ mà anh nghe máy cả. Bởi vì là nếu mà có những cái cuộc gọi gấp á, thì hầu như là sẽ qua chị Phượng, là chị là cái người quản lý luôn tất cả mọi thứ. Thì nhiều khi điện thoại chị để chơi game hoặc là nghe nhạc và hết. Cho nên là mình trở lại việc của mình và suy ra các bé, thì bản thân các bé cho dù lứa tuổi nào, các bé có thực sự để cần thiết sử dụng điện thoại hay không. Bởi vì có một lần anh thấy là thí dụ như Chip, chắc là hai cô đã gặp bé Chip rồi, nó rất là năng động mà nó đọc tất cả những cái comment của rất là nhiều, giống như kiểu cộng đồng mạng á, bình luận về một cái chương trình hoặc một cái nghệ sĩ nào đó. Và nó bình luận được bóng đá nữa anh. Đúng rồi, nghe đúng rồi. Đó đó. Và nó kể cho mình nghe, thí dụ như bố ơi hôm nay người ta nói về cô Vân Ngọc này, ABC nữa. Ủa sao con đọc làm gì? Có nghĩa là bé nó đã đọc được tới cái comment đó, thì mình thấy quá là nguy hiểm. Bởi vì những cái comment hay những cái bình luận như thế nó không có phù hợp với bản thân mình, chứ chưa nói là cái một cái đứa bé. Và khi nó đọc thì nó bắt đầu nó suy nghĩ, nó tưởng tượng ra một cái gì đó rất là ghê gớm và ở ngoài xã hội nó kinh khủng lắm, nó không có đẹp, nó không hồn nhiên. Mà trong khi lứa tuổi của các bé là lứa tuổi đang tụi ăn tụi lớn và cái gì nó cũng đẹp, cái gì cũng tốt. Thậm chí nó còn sánh ủa sao hôm nay thấy cô Vân đẹp hơn mẹ, hoặc là hôm nay thấy mẹ mặc, thí dụ nó đã biết so sánh giữa cái đẹp cô gái này đẹp, cô gái kia xấu, là mình thấy không ổn rồi. Quay trở lại với cái tình huống ở đây đi, thật sự thì khán giả chúng ta nói là ô cô bé này có dấu hiệu nghiện điện thoại rồi, như vậy là nghiện rồi. Thế thì bây giờ nãy giờ mình cũng đặt một câu hỏi rất là quan trọng là không thể nào tự dưng một ngày đẹp trời nó ngồi nó ăn cơm và chăm chú vô cái điện thoại đến mức độ như vậy. Đây là kết quả của một quá trình. Một quá trình mà ngày đầu tiên có thể là chỉ mới cắm tai nghe ăn nửa chén xong để xuống. Ngày thứ hai không cắm tai nghe nhưng coi một đoạn phim. Ngày thứ ba mới bắt đầu là không ăn gì luôn, chỉ ngồi coi và nghe. Thế thì từng bước một vai trò của cha mẹ ở đâu? Cho nên là chốt lại thì mình thấy là đây là những cái điều mà mình cảm thấy là bố mẹ cần phải hành xử và cần phải hành động. Một đó là ngay từ khi bạn chưa cho con bạn tiếp cận với điện thoại, thế thì từ đây cho đến đó mình sẽ nói với con cái gì về điện thoại, và mình sẽ phải minh chứng cho con về việc sử dụng điện thoại của mình như thế nào. Bởi vì rất nhiều những lý thuyết người ta chứng minh được cái sự copy hành vi xã hội của trẻ con đối với người lớn, tức là đứa trẻ nó như thế nào và nó tiếp cận các phương tiện xung quanh nó ra làm sao là do cái cách người lớn đã sử dụng cái phương tiện đó. Thế thì bây giờ những ông bố bà mẹ đã minh chứng một cái hình ảnh như thế nào về việc sử dụng điện thoại cho con trong cái quá trình mà con từ bé cho đến khoảng năm 13 tuổi đi. 13 tuổi trở lên đi rồi con sẽ được xài điện thoại. Thế thì từ năm 1 tuổi đến 13 tuổi con được biết cái gì về điện thoại, con được tiếp cận một cách lần lượt từ tốn như thế nào, nó đòi hỏi chúng ta phải có kế hoạch. Đó là cái điều đầu tiên. Cái thứ hai đó là mọi nội dung giáo dục ở một đứa trẻ nó đều liên đới với những nội dung còn lại. Chúng ta nhìn một cái hình ảnh rất là không vui ở đây trong cái câu chuyện vừa rồi, rộng hơn cả cái việc sử dụng điện thoại, đó là văn hóa giao tiếp của gia đình này. Nếu như ngay từ đầu chúng ta đã thiết lập những cái quy tắc gia đình ăn cơm là phải giờ nào việc đấy, ba cũng không điện thoại, mẹ cũng không điện thoại, nói chuyện thì phải nhìn thẳng mặt nhau, thì chắc chắn sẽ không có cái chuyện này xảy ra. Cái thứ hai, nếu như đó là một gia đình quy củ, có nghĩa là giờ nào việc đó ngay từ sớm, ngay từ khi cả ông bố bà mẹ đều chưa xài cái điện thoại luôn, thì cũng sẽ không có việc này xảy ra. Cái thứ ba, nếu như đó là một gia đình mà cái kết nối giữa các thành viên là một cái kết nối an toàn và lành mạnh, thì chúng ta sẽ không ngơ ngác con mình nó đang nói chuyện với ai, mà đến mức một cái món ăn rất ngon mình mang tới trước mặt nó cũng bỏ qua. Như vậy thì điện thoại nó sẽ được đặt chung trong hệ thống rất nhiều nội dung khác mà chúng ta dạy con mình. Để khi mà nó lỗi thì chúng ta sẽ nhìn được rằng là mình đôi khi mình phải tác động gián tiếp nữa, chứ không phải là chỉ xài đúng cái việc đó. Giống như câu hỏi mà Ly lo đó, bây giờ em lấy điện thoại lại nó có buồn không? Buồn. Cam đoan là buồn, chúng ta cũng buồn nếu như chúng ta đã được một cái lợi tức gì đó mà sau đó bị lấy đi. Nhưng nếu như chúng ta có những cái sức mạnh khác, chúng ta đủ sức khỏa lấp cái nỗi buồn đó,
chúng ta đối xử dân chủ với đứa trẻ, chúng ta sẽ làm cho đứa trẻ đối diện với nỗi buồn đó một cách chấp nhận và không oán giận cha mẹ. Có nghĩa là nó sẽ rất nhiều nội dung cần phải quan tâm. Đó. Và cái cuối cùng là thực ra mình nghĩ vậy nè, cuối cùng ba mẹ phải là người rành công nghệ. Hãy cố gắng rành công nghệ càng nhiều càng tốt, để khi mà mình trao cho con một cái món đồ công nghệ á, chúng ta thực sự là một cái người dẫn đường, một cái người hướng dẫn chất lượng và hợp lý đối với con. Yeah. Làm cha mẹ khó lắm, học mỗi ngày. Xin được cảm ơn Khánh Ly và anh Hồng Phúc, bởi vì chúng ta đã đưa ra những cái thắc mắc thực sự nó rất là cần thiết. Có thắc mắc thì chúng ta mới đi tìm cách giải quyết. Và mong rằng là chủ đề ngày hôm nay chúng ta chia sẻ thì cũng sẽ là những cái kinh nghiệm quý cho những ông bố, bà mẹ.